Là một cô gái 28 tuổi trải qua 3 mối tình mệt mỏi, tôi quyết định tìm niềm vui mới bằng việc gia nhập hội Săn Hồng Hài Nhi. Em thoải mái hẹn hò với mấy cậu trai trẻ tuổi hơn, tận hưởng sự trẻ trung và nhí nhố của tuổi thanh xuân. Mà nghĩ lại, người ta hay bảo trâu già thích gặm cỏ non. Giờ tôi thấy ngược lại nha, tôi đây cũng thích cỏ non phết, có gì đâu mà ngại, đúng không? Vậy nên khi gặp Minh, tôi đã nghĩ đơn giản rằng đây chỉ là cậu nhóc 22 tuổi nhí nhố vô tư, chẳng có gì phải bận tâm nhiều. Mấy tháng đầu hẹn hò, cậu ta theo đuổi tôi rất mãnh liệt, lúc nào cũng xuất hiện trước cửa nhà với những bó hoa, đồ ăn và mấy món quà nhỏ xinh xắn. Tôi cười thầm trong bụng, chắc cậu nhóc này còn sinh viên nên tiền đâu ra nhiều để làm trò to tát. Nhưng cũng nhờ vậy tôi càng cảm thấy yên tâm, chỉ nghĩ rằng Minh là một chàng trai bình thường, chẳng có gì phức tạp cả. Mỗi lần tôi hỏi em làm gì vậy, đi học hay đi làm, Minh chỉ cười nhạt, chỉ đoán thử xem, chắc sinh viên rồi, nhìn mặt em đúng kiểu còn non tơ. Tôi nói, và cậu ta chỉ nhún vai không phủ nhận. Tôi cũng chẳng hỏi thêm, vì đơn giản chuyện này chỉ là tin vui thôi, chứ không cần đào sâu làm gì. Mọi thứ bình thường cho đến một hôm, bạn thân tôi rủ đi mua sắm. Vừa bước vào một cửa hàng quần áo sang trọng, tôi bỗng thấy bóng dáng quen thuộc ở quầy thu ngân. Đó là Minh, cậu nhóc của tôi. Nhưng bên cạnh là vài nhân viên đang cúi đầu chào cậu ta, lễ phép như gặp sếp lớn. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không tin vào mắt mình, thì thầm với bạn, hình như là Minh, cái em trai mà mình đang nói chuyện. Bạn tôi còn cười cợt bảo, hả, chỗ này, ở chỗ này hả, đây là nơi dành cho mấy đại gia mua đồ hiệu chứ cậu trai trẻ của cậu làm gì có cửa tới đây. Nhưng khi tôi tiến lại gần thì thấy Minh đang rút ví ra trả tiền cho một đống quần áo hàng hiệu với thẻ tín dụng màu đen bóng loáng. Cậu còn chẳng nhìn giá, chỉ ký tên rồi bảo nhân viên gói hết lại cho tôi. Tim tôi như rớt khỏi lồng ngực, mình phát hiện ra tôi, nở nụ cười tươi rói như chẳng có gì xảy ra. Ơ, chị cũng đến đây à, tiện quá, để mua thêm gì tặng chị nha. Tôi kéo Minh ra ngoài cửa hàng, lòng đầy tức giận lẫn bối rối. Minh, em giải thích đi, thế này là sao? Không phải em đang đi học à? Sao lại ở chỗ này? Minh gãi đầu bối rối một chút, nhưng rồi cười toe. Thì như chị thấy đó, em cũng chỉ là đang mua sắm một chút thôi à. Tôi đứng hình đầu óc quay cuồng, bấy lâu nay tôi cứ nghĩ Minh chỉ là một cậu sinh viên trẻ trung đáng yêu. Ai ngờ hóa ra cậu ta là một cậu ấm nhà giàu, thoải mái vung tiền như nước. Vậy sao em không nói ngay từ đầu? Minh cười khì, ghé sát vào tai tôi, vì em muốn chị thích em vì con người của em, không phải vì tiền. Và bây giờ em tin chắc chị đã thích em rồi. Tôi ngây người, cảm thấy mặt mình nóng rang lên. Có lẽ lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng mình chẳng phải người nắm trọn cuộc chơi này như đã nghĩ. Cậu nhóc 22 tuổi mà tôi từng coi là trò vui, lại hóa ra là người khiến tôi rung động nhiều như vậy. Từ lúc biết Minh không phải là một cậu nhóc sinh viên nghèo khó như tôi tưởng, mà thực chất là một chàng trai nhà giàu bí ẩn, tôi bắt đầu thấy mối quan hệ này thú vị hơn hẳn. Chẳng phải là mỗi ngày đều được chờ đợi những bất ngờ mới từ cậu nhóc này sao? Càng ngày tôi càng cảm thấy Minh không chỉ là một cậu nhóc 22 tuổi, mà thật sự có một nét gì đó trưởng thành hơn, chững chạc hơn rất nhiều. Minh bắt đầu đưa tôi đi đến những nơi sang trọng, mời tôi ăn những bữa ăn đắt đỏ ở những nhà hàng mà trước đây tôi chỉ dám nhìn từ xa. Cậu còn tặng tôi những món quà đắt tiền và thỉnh thoảng lại nói những lời ngọt ngào khiến tôi cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Dần dần tôi bắt đầu tin rằng có lẽ Minh chính là chân ái của đời mình. Rồi một ngày nọ, cậu hẹn tôi đến một bữa tiệc tại một quán bar sang chảnh bậc nhất thành phố, nơi mà chỉ những người có tiền mới đặt chân vào được. Minh dẫn tôi đi với sự tin tưởng, tự tin thường thấy, nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhưng khi tôi bước vào phòng VIP đó, cảm giác có gì đó không ổn. Xung quanh có vài cô gái khác, trông cũng xinh đẹp, sành điệu, tất cả đều tầm tuổi tôi hoặc hơn một chút. Họ bắt đầu xì xào khi nhìn thấy tôi đi cùng Minh, có người còn bật cười, ánh mắt đầy mỉa mai. Một trong số họ tiến đến, nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi cất giọng đầy ngụ ý. Ồ, chị cũng là một trong những chị gái của cậu nhóc này à? Em ngạc nhiên đấy, chị cũng chịu chơi phết nhỉ? Tôi đứng hình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị gái, ý cô là sao? Cô ta nhếch môi, cười đầy châm chọc. Chị nghĩ chị là người đầu tiên mà Minh dắt đến đây à? Cậu ta thích chơi trò tình chị em với các chị gái lớn tuổi hơn, thấy thú vị lắm. Cứ mỗi vài tháng lại thay đổi đối tượng một lần. Cô là chị gái thứ 5 trong tháng này rồi đấy. Tôi quay phát lại, thấy Minh vẫn đứng đó, nụ cười nhí nhố trên môi. Nhưng lần này ánh mắt cậu ta không còn là cậu bé ngây thơ nữa, nó sắc lạnh và thích thú, như thể cậu ta đang xem tôi là một món đồ chơi mới, vừa hấp dẫn vừa đáng để thử. Minh, em đây là thật sao? Tôi hỏi giọng nghẹn lại. Minh chỉ nhún vai bình thản trả lời. Chị nghĩ em nghiêm túc à? Em còn trẻ, muốn tận hưởng cuộc sống thôi, chơi đùa một chút với chị cũng vui mà. Chị không thấy vậy hả? Với lại chị cũng có ý đồ trong sáng với em từ trước đâu mà nạn nhân dữ quá vậy. Tôi đứng đó, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Tất cả những buổi hẹn, những lời nói ngọt ngào, những hành động quan tâm đều chỉ là trò đùa. Minh, người mà tôi nghĩ là chân ái,
Hóa ra cũng chỉ coi tôi là một trong số những chị gái mà cậu ta muốn thử sức chinh phục. Vậy còn những gì em nói về tình cảm của mình? Tôi hỏi, mắt cay xè. Ồ, em đâu có nói là sẽ ở bên cạnh chị mãi mãi. Minh cười nhạt, không còn dáng vẻ của cậu nhóc đáng yêu mà tôi từng biết nữa. Chị biết đấy, đây chỉ là cuộc chơi thôi mà. Và đó chính là khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã sai lầm biết bao nhiêu. Cậu nhóc mà tôi nghĩ là chân ái, hóa ra cũng chỉ là một hồng hài nhi chuyên săn các chị gái. Và tôi đã tự nguyện bước vào cuộc chơi đó mà chẳng hề hay biết. Cứ nghĩ lớn đầu rồi chơi được các em, ai ngờ các em còn cao tay hơn. Cũng săn hồng hài nhi, ai ngờ bị hồng hài nhi chơi lại. Tôi chắc chỉ hợp với sự độc thân thôi, tưởng câu được cá lớn, ra là cá trôn. Hôm nay là tròn một tuần em họ mình mất. Có ai ngờ được thằng bé lanh lợi, luôn tươi cười với mình, lại chọn cách giải thoát tiêu cực và đau lòng đến như vậy. Mình xin phép giấu tên em, tạm gọi em là Minh. Mình năm nay 15 tuổi, đang chuẩn bị thi vào cấp 3. Người ta thường nói áp lực sẽ tạo ra kim cương, nhưng có lẽ đối với Minh, áp lực chỉ tạo ra một tâm hồn tan vỡ và một trái tim chằng chịt vết thương. Mẹ Minh là dì của mình. Dì Thu từng mong muốn trở thành giáo viên, nhưng vì không thi được nên giờ về làm nghề buôn bán. Có lẽ vì vậy nên dì khá khó tính trong việc học của Minh. Mình còn nhớ hồi học lớp 1, chỉ vì Minh viết chữ chưa đẹp, bị cô giáo cho điểm kém, dì Thu đã đánh Minh xước tay. Sau đó còn bắt thằng bé chép đủ 10 trang giấy mới cho nghỉ. Không dưới một lần, dì Thu đánh Minh ngay tại cổng trường, chỉ vì Minh không đạt điểm 9, điểm 10. Rồi mọi áp lực nhân lên gấp đôi khi Minh lên cấp 2. Nghe lịch trình một ngày của Minh mà mình cứ ngỡ như em chuẩn bị thi đại học vậy. Rất nhiều lần Minh nói với mình rằng, chị Ngọc ơi, em mệt quá, em không biết em có cố được không. Mình thương Minh lắm. Chị em cùng nhau lớn lên, nhìn em từ một đứa trẻ hoạt bát, năng lượng, luôn tươi cười rạng rỡ, dần trở thành một đứa trẻ trầm lặng, lầm lì. Nhưng mình cũng chỉ biết động viên Minh cố gắng. Cố lên em, sắp hết năm học rồi, nghỉ hè là dì Thu lại cho Minh đi chơi với bọn chị thôi. Thế nhưng nghỉ hè Minh cũng không được thoải mái vui chơi, vẫn là những bài tập dày cả quyển, những kiến thức vượt quá sức của một đứa học sinh lớp 7. Có lần mình sang xin cho Minh đi chơi với các bạn trong xóm, nhưng dì Thu không cho. Nhìn ánh mắt uất ức và buồn bã của em mà mình day dứt mãi, nó ám ảnh mình tới tận bây giờ. Rồi thời gian cứ trôi đi. Mình đã học lớp 9, dì Thu vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Minh rằng em sẽ thi đỗ chuyên sinh để sau làm một bác sĩ giỏi. Nhưng mình muốn trở thành một nhà văn, em rất có thiên phú với môn học đó. Em viết thơ rất hay, viết văn cũng rất giỏi. Nhưng đối với dì, con trai mà học mấy môn xã hội là kẻ thất bại. Lần cuối cùng gặp Minh là trong ngày giỗ bà. Trong khi đang ăn cơm, mọi người cứ hỏi thăm Minh xem em định thi trường cấp 3 gì. Dì Thu không để cho Minh trả lời liền nói luôn, em đang hướng cho Minh học chuyên sinh chị ạ, sau này sẽ học đại học y. Các bác nhà mình đều biết tính dì, nên ai cũng thương Minh cả. Mẹ mình mới quay ra nói, học gì làm gì thì cũng phải hỏi ý kiến con trẻ, tương lai của nó để nó quyết định chứ, dì cứ tạo áp lực cho nó, khổ thân nó ra. Rồi mẹ mình quay ra hỏi Minh, cháu thích học môn gì? Minh đáp, cháu thích học văn ạ. Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng dì Thu chửi oan oan. Mày cứ vớ vẩn, văn vở cái gì? Đàn ông đàn an ai đi học văn? Đàn ông mà chỉ học mấy cái môn xã hội toàn lũ thất bại. Vứt đi, mày muốn làm đứa thất bại hả? Cả họ thấy dì nói quá đáng quá, bà thương em Minh nên mọi người mới vào can và nói đỡ cho em. Nhưng dì vẫn không dừng lại, vẫn cứ chê bai, chì chiết sở thích của em. Mình thương em quá, liền dẫn em tránh đi chỗ khác. Chị Ngọc ơi, em mệt quá, em từ bỏ nhé. Đôi mắt em đượm buồn, bao trùm là sự mệt mỏi. Mình cứ ngỡ câu đó của Minh có nghĩa là em muốn bỏ, không thi cấp 3 nữa. Liền an ủi em, cố lên Minh, chỉ còn một tuần nữa thôi. Thi xong chị hứa sẽ dẫn Minh đi du lịch nhé, chịu không? Minh nhìn mình một hồi lâu rồi mỉm cười. Nụ cười mà lâu lắm rồi mình mới thấy. Nụ cười ấy đẹp tựa thiên thần, hồn nhiên và tươi tắn như ngày nào. Cảm ơn chị vì đã luôn động viên em. Thế nhưng mình đã chọn cách kết thúc tất cả bằng vài viên thuốc. Hóa ra câu em từ bỏ nhé, không phải là bỏ thi, mà là từ bỏ cuộc sống này. Sau khi em mất, mình có qua dọn dẹp lại phòng cho em. Mình phát hiện quyển nhật ký của Minh. Em viết nhiều lắm. Những suy nghĩ uất ức của em đều nằm hết tại cuốn sổ nhỏ này. Mình viết rằng em đã quá mệt để tiếp tục sống với những kỳ vọng của mẹ. Cuối cùng em viết một câu, áp lực không tạo nên kim cương, áp lực chỉ tạo nên một trái tim đầy vết xước. Và một đứa trẻ muốn từ bỏ tất cả, bao gồm cả ước mơ hoài bão phía trước. Dì Thu đã đọc cuốn nhật ký, nhưng dì vẫn không hiểu ra việc được việc dì làm khiến Minh lựa chọn cách giải quyết tiêu cực nhất. Thật sự mình chỉ mong tất cả những người bố, người mẹ trên đời này hãy tôn trọng các quyết định của con mình.
đừng đặt những kỳ vọng nặng nề vào những đứa trẻ chưa lớn ấy. Có nằm mơ em cũng không ngờ mình lại có người mẹ chồng tuyệt vời như vậy. Thế nhưng bố chồng em có phúc mà không biết hưởng. Chào mọi người, em là Hương, mới về nhà chồng được 2 năm và hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hôn nhân hiện tại. Trộm vía chồng em rất yêu thương, chiều chuộng em. Em là đứa từng quan niệm là nếu kết hôn sẽ ra ở riêng, chứ không muốn chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Nhưng mẹ chồng tuyệt vời đã khiến em đổi ý ngay trong lần đầu gặp. Mẹ thương em còn hơn cả con trai bà, lúc nào cũng đứng về phía em. Chồng em kể lại là từ khi còn nhỏ, anh đã được mẹ dạy là phải trân trọng phụ nữ, đặc biệt là mẹ và vợ. Mẹ chồng em kinh doanh từ khi còn trẻ, một tay bà gây dựng nên cơ đồ như ngày hôm nay. Mẹ lo chu toàn từ việc làm ăn, nhà cửa cho đến việc giáo dục con cái. Nhìn chồng và em gái chồng là em biết, mẹ chồng em đã nuôi dạy con cái rất tốt. Chúng em đã kết hôn 2 năm, nhưng mãi là công việc nên chưa có kế hoạch sinh em bé. Mẹ chồng em cũng tôn trọng quyết định của hai vợ chồng, nên không bao giờ đặt nặng chuyện sinh nở. Mẹ nói là cũng từng làm dâu nên rất hiểu và thông cảm cho em. Mẹ chồng em tuyệt vời là thế, nhưng bố chồng em lại không biết trân trọng. Chồng em kể là bố kinh doanh thất bại nhiều lần nên đâm ra chán nản tiêu cực, lúc nào cũng cáu gắt với mẹ. Có lẽ vì sĩ diện đàn ông nên bố không chịu được việc vợ mình một tay lo kinh tế cho cả gia đình. Mẹ hiểu bố cảm thấy áp lực như thế nào nên luôn nhẫn nhịn và đứng đằng sau hậu thuẫn cho mọi dự án kinh doanh của bố. Có lần mẹ nói với em, mẹ cũng nhiều lần muốn buông xuôi cho thanh thản, nhưng mẹ không muốn các con của mẹ thiếu vắng cha. Suy cho cùng, những gì mẹ làm đều là vì gia đình này. Nhưng bố chồng em thật sự là một kẻ không ra gì. Không những không trân trọng sự hy sinh của mẹ, ông ta còn dùng tiền của mẹ để nuôi bồ nhí. Một lần em tan làm sớm, vừa về đến nhà thì nghe thấy tiếng bố mẹ chồng cãi cọ. Mẹ chồng em chất vấn, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Lần nào xin tiền ông cũng nói là để đầu tư với người nọ người kia, nhưng cuối cùng lại đầu tư cho gái hả? Ông có còn là con người nữa không? Bố chồng em trợn mắt lên, chỉ thẳng tay vào mặt mẹ quát, tiền tôi làm gì là quyền của tôi, đâu ra cái kiểu tra hỏi chồng như vậy? Đừng tưởng tôi không biết là lâu nay bà luôn khinh thường tôi. Em sốc nặng, em không nghĩ rằng bố chồng lại là người như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên em chứng kiến mẹ chồng, người luôn tỏ ra mạnh mẽ, rơi nước mắt. Em tức sôi máu kể hết mọi chuyện cho chồng nghe. Vợ chồng em đều thống nhất là phải làm gì đó để trả thù cho mẹ. Trước tiên em phải tìm ra con tiểu tam kia rồi mới tính đến cách đối phó với nó. Tưởng gì khó chứ stalk là nghề của em rồi, không khó đem lần ra phở bò của con kia. Đúng như em dự đoán, bố chồng em cặp kè với đứa nít tranh còn kém tuổi chồng em. Nhưng mà càng nhìn em càng thấy con nhỏ này sao mà quen quá. Rõ ràng là em đã gặp nó ở đâu rồi. Thôi đúng rồi, nó là con Hoa, trước học cùng khối với em hồi cấp 3. Hồi đó nó nổi tiếng là chơi bời. Em nhớ rõ ràng là đã từng nghe phong phanh rằng con nhỏ này đang học đại học thì bỏ dở để lấy chồng. Để chắc chắn hơn, em dò hỏi mấy đứa học cùng cấp 3 xem có biết tin tức gì về Hoa không. Muốn tiêu diệt địch thì phải nắm được điểm yếu của nó, đúng không? Đúng như những gì em biết, chồng con Hoa là dân anh chị chính hiệu, nhưng khá thương vợ con. Con này đúng là gan trời, dám cặp với người đáng tuổi bố sau lưng chồng. Sau khi nắm tường tận về con Hoa và gia đình nó, em với chồng âm thầm phục kích, theo dõi mọi nhất cử nhất động của bố chồng. Bố chồng em và con kia thường đi nhà nghỉ vào thứ bảy hàng tuần, khi nhà chồng con Hoa đi tỉnh. Lần này thì đôi gian phu dâm phụ chạy bằng trời. Vợ chồng em ngồi ở quán cà phê gần nhà nghỉ, âm thầm chờ xem kịch hay. Chắc mấy chị nghĩ là em sẽ nhảy bồ vào, nắm đầu con kia rồi hò hét ầm ĩ hả? Không, em ngu gì mà động tay vào mấy chuyện đó. Nhỡ đâu ai quay lại rồi mặt em chình ình trên phở bò thì phiền lắm. Ngay khi bố chồng em và con Hoa dắt díu nhau vào nhà nghỉ, một đám đàn ông cao to nhảy ra lôi hai người đó ra ngoài. Một ông anh nắm tóc con Hoa hét lớn, mày chán sống rồi. Tao chiều chuộng cung phụng mày thiếu điều muốn đưa mày lên bàn thờ mà mày dám chơi tao một vố. Thằng cha già này cho tiền mày đúng không? Hay nó hứa cho mày cái nhà? À quên, em chưa kể, em đã mật báo cho chồng con Hoa chuyện con Hoa cặp kè với bố chồng em rồi. Chồng nó vẫn giả vờ đi tỉnh như mọi khi, nhưng thực ra là âm thầm phục kích gần nhà nghỉ để bắt quả tang. Khỏi phải nói, chồng con Hoa cho người quậy đục nước, cả bố chồng em và con tiểu tam đều lãnh đủ. Chồng con Hoa còn túm cổ bố chồng em, dọa xin một ngón tay của ông. Bố chồng em hở sợ tím mặt quỳ xuống lạy lục van xin. Ông ta còn gọi cho mẹ chồng em cầu xin bà đến cứu. Mẹ chồng em đã quá chán nản với lão ta, chưa để lão nói được cúp máy. Còn con Hoa bị chồng bắt tại trận, mặt cắt không còn giọt máu. Nó cứ hả ôm chặt thân chồng, nó luôn miệng giải thích, anh à, mọi chuyện không có như anh nghĩ đâu. Lão già này lừa em, ép em phải vào đây với lão. Bố chồng tôi cũng không vừa, chỉ thẳng vào mặt con Hoa. Nè, mày ăn nói cho cẩn thận, ai ép mày? Có mà mày tiếp cận rồi rủ tôi đi nhà nghỉ trước ấy. Đến nước này rồi thì hai con người đê tiện lại sang quay sang đổ lỗi cho nhau. Em và chồng đứng từ xa quan sát cũng không nhịn được cười. Tối hôm đó, bố chồng em về nhà, mặt mũi sưng húp, quần áo xộc xệch, cả nhà đều ngồi chờ sẵn. Mẹ chồng em cuối cùng cũng quyết tâm chấm dứt mọi chuyện, đặt đơn ly hôn trước mặt bố em. Bố em hoảng lắm, giờ mà ly dị thì bố em chỉ có nước ra đường ở, tầm này thì không còn liêm sĩ gì nữa rồi. Ông quỳ xuống van xin mẹ chồng em, mình ơi tôi xin mình, tôi trót dại, mình tha cho tôi lần này.
tôi thật sự bị con kia nó dụ dỗ. Thấy mẹ em im lặng không nói gì, ông lại quay sang cầu cứu vợ chồng em. Hai đứa khuyên mẹ giúp bố đi, bố hứa thay đổi, nhất định là không tái phạm nữa. Đến nước này rồi thì chẳng ai cứu được bố chồng em nữa rồi. Chúng em vừa mừng vừa buồn cho mẹ. Cuối cùng sau nhiều năm tháng chịu đau khổ, mẹ chồng em cũng đã lựa chọn thoát cho mình.